diễn biến đóng dụ người mẹ gõ cửa từng nhà tìm nguyên nhân cái chết của con. Vụ tai nạn thương tâm ở Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh dần hé mở khi công an đã triệu tập tài xế chiếc xe mà người dân ghi lại được biển số trong đêm xảy ra tai nạn. Ngày 26 tháng 7, một nguồn tin cho biết công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã triệu tập lần hai bà Chu Thị Kim Phượng, sinh năm 1979, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, Lâm Đồng để làm rõ một số tình tiết liên quan đến vụ tai nạn trước số nhà 164 Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp. Vụ tai nạn khiến con gái bà Phượng là Trịnh Thị Kim Diệu, sinh năm 1999 tử vong. Đáng chú ý, công an quận Gò Vấp cũng đã triệu tập tài xế NTT, sinh năm 1988, người lái chiếc xe 61C267 để làm rõ một số tình tiết trong vụ tai nạn. Tài xế T xác nhận với công an quận Gò Vấp rằng tối ngày 12 tháng 6 có lái xe 61C-267 lưu thông trên đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp. Trong hai ngày 25 và ngày 26 tháng 7, công an quận Gò Vấp và đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân quận Gò Vấp, đại diện công an thành phố Hồ Chí Minh đã cùng bà Chu Thị Kim Phượng đến Bình Dương thực hiện việc khám xét xe tải đang bị tạm giữ để phục vụ cho công tác xác minh. Lý do chiếc xe bị công an tại Bình Dương tạm giữ, theo tài xế T, là do có người đã đập xe và chém ông gây thương tích, nên công an tại Bình Dương tạm giữ chiếc xe này để điều tra vụ án cố ý gây thương tích. Trao đổi với phóng viên, bà Chu Thị Kim Phượng khẳng định nguyện vọng của bà là muốn biết nguyên nhân vụ tai nạn, ai đúng ai sai, ai lỗi và không lỗi. Bà cũng cần có một lời giải thích rõ ràng, hợp lý. Bà Chu Thị Kim Phượng bán bánh ở thị trấn Liên Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. Khi được công an gửi giấy triệu tập lần hai, bà Phượng không có tiền đi xe nên đã lên trang Facebook cá nhân kêu gọi bạn bè, khách hàng đặt bánh để bà có chút tiền đón xe xuống thành phố Hồ Chí Minh giải quyết vụ việc. Nhờ đó, bà Phượng đã có kinh phí đi lại để làm rõ những gốc khuất của vụ tai nạn. Như báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 21 giờ ngày 12 tháng 6, chị Trịnh Thị Kim Diệu lưu thông trên đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp thì gặp nạn. Lúc xảy ra tai nạn, người dân đã bám theo chiếc xe tải ghi lại biển kiểm soát là 61C267. Người dân đã đưa chị Diệu đi cấp cứu nhưng chị nạn nhân qua đời 12 ngày sau đó. Chị BTT, sinh năm 1991, ngụ quận Gò Vấp, khẳng định mình là nhân chứng trong vụ tai nạn. Chị T cho biết đêm ngày 12 tháng 6, chị chạy xe máy trước và chiếc xe tải chạy sau, bấm còi inh ỏi rồi vượt qua xe của chị. Chị T đi được 50 mét thì thấy chiếc xe máy ngã dưới đường, một cô gái bị thương nặng còn đón bảo hiểm bể làm hai. Chị T đã đuổi theo chiếc xe này ghi lại, biển kiểm soát 61C-267 gửi lại cho người dân sống gần hiện trường. Khi bà Phượng lên mạng cầu cứu cư dân mạng thì chị T đọc được và tiếp tục gửi cho bà Phượng biển kiểm soát xe 61C-267 để cung cấp cho công an. Nhiều người sống gần hiện trường cho biết sau khi xảy ra tai nạn, chiếc xe tải đã dừng lại cách hiện trường vài mét và quẹo vào đường số 53 gần đó chạy mất hút.